Xin kính chào quý vị và các bạn nha. Chào tất cả các anh em đi bán hàng rong nha. Chào tất cả các mọi anh em trên mọi tổ quốc đã đi bán hàng rong nha. Và cảm ơn tất cả anh em đã mua đầu của bên em, mua máy alo của bên em trong thời gian qua nha. Thì lâu nay em bận không lên lại video. Và hộp vỏ cái âm ly vỏ hôm hộp nhôm này là bên em đã thay đổi sang cái màu hộp gỗ nha bác nha. Thì trước kia là hộp màu vàng nhưng mà bây giờ là hộp màu gỗ nha. Thì anh em có nhu cầu có liên hệ số điện thoại của em là 0976149112 nha. Bên em sẽ chiết hàng cho các bác trên toàn quốc nha. Đấy, kênh YouTube của em là Loa Bán Hàng Rong nha. Rồi, ok. Đây. Hôm nay có thời gian em lại test thử một đoạn cho các bác nha. Bây giờ hôm nay em test một đoạn bài bánh mì nóng nha. Bánh mì nóng nha. Đây là em đâu sẵn cho các bác nha. Thì đây cũng như thường lệ là dấu cộng em đánh dấu là dương mía quy này, dấu trừ là âm mía quy này. Và hai dây loa thì các bác đấu dây nào cũng được nha. Đây là cái loa 10 cho nên nhỏ các bác nha. Chứ thường ra là nếu như anh em có nhu cầu, bây giờ phần lớn là nhiều anh em mua loa 10, hắn nhỏ gọn hơn, hắn cũng bền và chịu được nước nha. Còn là âm ly bên em là do bên em làm 100%, có thể bảo hành cho các bác 3 tháng nha. Bên em có thể bán âm ly này, loa hay thẻ nhớ nha. Thì cái này là cắm thẻ nhớ này, cắm trực tiếp này. Đây là em đang cắm trực tiếp lên máy này. Đấy, đây là cắm thẻ trực tiếp nha các bác nha. Đấy, các bác có USB thì cắm USB, cắm thẻ nhớ. Nếu các bác mua cả thẻ nhớ bên em cấp cả thẻ nhớ các bác nha. Đấy, thì cái này có kết nối Bluetooth các bác nha. Bác thích nghe nhạc cũng có Bluetooth, máy này là ok luôn nha. Đấy, bây giờ em mở thử này. Đây là đây là công tắc tắt mở này. Đây là vôn này, đây là bát này, chét này. Đấy, đây bây giờ này con nước bấn. Đấy, tín lên lùi bài các bác nhé. Tín lùi bài các bác nhé. Đấy, bác. Anh em là có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em là 0976149112 nha. Đây là chiếc hàng của bác trên toàn quốc nha. Âm ly do bên em tự chế 100%, rất là nhiều nha. Đấy. Ai mua bánh mì lâu nào? Cái này có thể kết nối Bluetooth chứ các bác nha. Kết nối Bluetooth, kết nối điện thoại các bác nha. Nếu các anh em nào có nhu cầu mua, cứ liên hệ số điện thoại của em là 0976149112 nha. Các bác chỉ cần đầu câu mình cái dây bình ắc quy lên thì bình xe máy lên thôi nha. Đây là bình xe máy này. Đấy, các bác câu bình xe máy nha. Nếu các bác đi xe đạp điện thì các bác câu một bình ắc quy đạp điện. Và anh em nào có nhu cầu đi xe ô tô thì kết nối lên xe ô tô thì các bác câu từ bình ắc quy ô tô lên là ok các bác nhé. Thì cái này là rất là bền. Đấy, bên em có thể bảo hành cho các bác 3 tháng nhé. Đấy, thời gian đầu ví dụ như trong vòng 1 tháng các bác có thể đổi đầu mới nhé, nếu hắn trục trặc nhé. Lo thì đây là lo 10. Video sau em sẽ làm cái lo 15, bên lo 15 nhé. Thì cái này là lo 10, anh em có nhu cầu lo 10 thì em sẽ để lo 10 các bác nhé. Loa 10 cũng bền nhá, chứ không phải là không bền đâu, rất là bền. Loa đây là loa nén Việt Nam. Đây vỏ hộp luôn này, loa nén loa 10 đây. Thì nếu anh em nào mua cứ liên hệ số điện thoại của em. Đấy. Thôi, video hôm nay em làm ngắn nên vậy cho nha. Video sau em sẽ làm dài hơn. Xin chào và tạm biệt các bác nhé. Chúc các bác buổi sáng vui vẻ nhé.